Vâng, xin chào tất cả các bác. Là chuyến hành trình của em là hôm nay là bắt đầu xếp hàng đi tất cả các tỉnh Tây Nguyên. Vậy là các bác nào mà ở khu vực tỉnh Tây Nguyên ấy, như là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk này, Đắk Nông này, mà có nhu cầu làm khí ấy, mà cần bọn em tới mà tư vấn ấy, và xem cây ấy, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0368986353. Và các đại lý khu vực của công ty Vườn Xanh Tốt ấy, ở các tỉnh Tây Nguyên ấy, nếu mà có nhu cầu mà quay phim này, đấy, quay phim về vấn đề là cây cao su này, thì hãy cũng liên hệ với em để em đến em hỗ trợ quay phim từ A đến Z cho. Đó. Đây là anh em đang sắp xếp hàng hóa làm sao cho xếp vào cái chiếc xe này gọn nhất có thể, không để trống một cái chỗ nào. Chuyến này là đi giao hàng trên các tỉnh Tây Nguyên.